Em Lâm chào các bác nhá. Em Lâm quay điều hòa cho các bác đây. Hiện tại thì em Lâm đang còn ế rất là nhiều các điều hòa nè. Bác nào mà cần lên nhà mới hoặc là cần những dòng máy đẹp mà ký tính thì cứ alo cho em Lâm qua hai số điện thoại này: 0975 360433 dưới là 0377996066. Thì cả hai số này em Lâm đều dùng Zalo nhé. Trước mắt đây là một mẫu điều hòa Mitsubishi. Con này thì là dòng Mitsubishi tên lửa hai ná đảo, dòng bản cao cấp, tức là nó full hết các tính năng như là auto lia dọn dàn này, rồi thì plasma diệt khuẩn này, rồi thì cảm biến thân nhiệt này. Các bác cùng đi ngắm máy với em một chút nhá. Đấy, nó đẹp đến mức mà các bác có thể nhìn được, nó có thể xoay gương được ở bên trong, có hình ảnh gì cái ô tô này, rồi thì ngoài đường có không gian thì nó quay hết. Thì các bác biết là nó bóng nào, máy này thì cam kết 100% bác là chưa rửa nước lá, nguyên bản từ Nhật về luôn. Và tại sao lại nói như vậy thì một lát nữa em sẽ quay video cho các bác luôn và để khẳng định với các bác luôn. Thế coi nhìn ống đồng nó mới chưa đấy, cái máy đẹp hay không cứ nhìn cái ống đồng là biết rồi. Đó, dàn nóng này thẳng tắp như sợi chỉ luôn, lì lủng này. Đấy, chiếc máy này thì em đã bán được một bác ở Bắc Linh rồi. Thì bác này thì bác được người bạn quen bác giới thiệu, và các bác hiểu là để mà được một người khách người ta ủng hộ nhà mình và cái sản phẩm người ta tốt và người ta lại giới thiệu bạn bè người ta mua, thì có hiểu là khách nhớ nhà hàng đấy. Chứ nhà em bán gần như không thể nhớ là khách luôn, nhưng mà các bác mua nhà em thì các bác nhớ mãi em luôn. Đã mua nhà em Lâm rồi là cứ nhớ mãi em Lâm luôn, và gần như là toàn có giới thiệu khách cho nhau đấy. Bạn bè lên nhà xem máy nhìn thấy thích lại xin số điện thoại lại hỏi mua đấy. Và để mà được khách mà người ta cọc tiền rồi người ta giao trách nhiệm cho mình chọn máy của người ta thì phải như thế nào thì các bác mới yên tâm như vậy. Thế nhưng bác khách này cũng vậy thôi. Đấy, bác ấy chuyển tiền cọc xong, bác ấy giao hết trách nhiệm cho em chọn máy cho bác đấy. Còn bác ấy không để ý làm gì cả. Xong quay video gửi cho bác đấy. Và bọn em test những con máy này nó nhàn lắm, gần như là chả phải làm cái gì. Đấy, máy nó máy mới rồi. Giờ ráp dây vào là cắm ga là chạy thử test xong rồi đóng gói luôn. Và đẹp hay không thì các bác có thể nhìn ở đây. Thì đây, các bác nhìn hộ em nhé. Nó còn cả giấy tờ khai sinh này. Đây là giấy tờ khai sinh này. Đấy, và đây là cái sổ sách hướng dẫn sử dụng của nó này, và mã máy này MFZ2219 nhá. Đây là túi sách của nó nhá, pin zin đi theo máy này. Pin này thì không bán bên ngoài thị trường, không làm giả được. Đấy, pin này thì sợ hết thì em để pin nó từ 2019 rồi, nên là sợ hết thì em để riêng một đôi pin xịn để ra và lắp thêm một đôi pin xịn nữa ở dưới này. Đấy, và đây là giấy khai sinh của nó đây. Đấy, camera quay về đây. Đấy, các bác đọc của em nhá, MFZ2219W có mã là 00130406. Đấy, em quay luôn ở trong này. Đó, nhìn luôn. 00130406 nhá. Chuẩn xe gì nhá. MSZ-R219 nhá. Em quay lại đây. Đấy, có nhìn luôn nhá. Cái này thì không ai làm giả được rồi. Đấy, cái xe gì này không ai in giả được. Đây, cái giấy khai sinh nhá. Bóc bóc. Đấy, thì có hiểu nhá. Nếu như một con máy này treo lên tường thì nó sẽ có một cái phong thư này, và người ta sẽ ghi cái ngày lắp đặt này. Đấy, ngày lắp đặt này. Đấy, ngày lắp đặt này, nó có hai cái tích kê. Một cái thì người lắp thì người ta sẽ mang về. Ở bên Nhật thì nó không như ở bên Việt Nam mình được. Lắp đặt thì nó sẽ có ngày tháng bảo hành này, và cái ngày ghi này, hoặc là sửa chữa gì thì nó sẽ ghi này vào phong thư này. Thì cái này còn nguyên nhé, nó có hai tích kê này. Đấy, một cái thì nhà khách giữ, một cái thì nó mang về người lắp giữ, và một cái là của hãng giữ và hay là cửa hàng bán đấy. Đấy, chưa vào chữ nhá. Thì có biết là cái máy là chưa lắp bình thường. Đấy, có vậy đâu. Nói như vậy là các bác hiểu rồi. Đấy, chứ còn bây giờ máy cũ thì dĩ nhiên là không ai ta giữ cái phong thư này rồi. Đấy, và các bác phải hiểu là để mang được những con máy đẹp về đến đây thì nó đây là hàng đấu giá, thì dĩ nhiên là cái hàng đấu giá này nó sẽ khác với cái hàng cửa tiệm. Cửa tiệm là gì? Là mua tại cái cửa tiệm đồ cũ em không mang về mình bán. Còn cái hàng đấu giá này gì? Là người ta đấu giá trên sàn, ai giá cao thì người đấy mua được. Thế nên là nhiều bác đi mua hàng bảo là bây giờ anh thích đẹp nhưng mà thích rẻ, thì cũng thưa thật với các bác là đẹp mà rẻ thì không có. Còn bảo là đẹp mà đắt thì còn nghe được. Thế từ các bác mua hàng thì em về thợ lắp lên một, có vẻ cái máy này đẹp, mỗi tội hơi đắt tí thôi. Đấy, các bác hiểu là mình chấp nhận đắt nhưng mà mình được cái đẹp. Cũng như các bác đi ăn bát phở buổi sáng ấy, ăn bát phở 10.000 nó khác, bát phở 20.000 nó đã khác rồi, bát phở 30.000 nó lại khác nữa. Còn bát phở mà đặc biệt, tô đặc biệt chẳng hạn, thì nó phải là 50.000. Các bác phải hình dung là như vậy, đồng tiền nó đi liền với sản phẩm, nó cũng đi liền với chất lượng. Đấy, và hàng em bán ra thì video nào nhận máy thực tế như vậy
để mà có lượng khách được đông như thế này, có những mùa đông rét mướt như thế này, đây mùa thu này mà điều hòa nhà em Lâm ngày nào cũng bán 5-6 bộ đây, thì có hiểu là có bán tốt thì mới bán được, đến bây giờ phút này vẫn bán được đều, chứ còn một bộ là bán ẩu, không bao giờ khách người ta đến với mình, người ta chỉ đến với mình một lần thôi đấy, không phải là nói nhiều hay là tự hào đâu, nhưng em khẳng định các bác, đồng tiền các bác mua ở đâu thì em không rõ, nhưng riêng mua ở nhà em Lâm đảm bảo cái đồng tiền ấy nó các bác rút ra các bác chi nó chính xác đi từng mili một luôn, bởi vì nào từ cái đồng tiền các bác bỏ ra nó đã quý rồi, thì cái máy các bác mua về nó cũng như vậy, nó đẹp luôn. Mà hiện tại con này em Lâm bán có 11 năm thôi, 11.500.000 thì mùa hè các bác không thể mua được, mùa hè các bác mua này nó phải tầm 13 năm đến 14, thậm chí là 15 triệu mới mua được, mà thậm chí 15 triệu chưa chắc đã mua những con đẹp như thế này đâu. Bao nhiêu nó đẹp, nó trắng xong rồi nó bóng những mức mà nó soi gương được luôn, quá đẹp luôn. Em quay video em cũng sướng luôn, đặc biệt tính em cứ nhìn thấy cái máy đẹp này em thích đấy, đặc biệt em thích cái đẹp mà. Đam mê đồ Nhật nhưng lại thích cái đẹp đấy. Còn em thì mua hàng nó nhiều lúc nó cũng điên lắm, đi mua nó cũng điên lắm, em đẹp bắt em không mua đấy, nhiều lúc xấu rẻ không mua đấy, cái quan điểm em đi mua hàng này vậy, cũng như các bác đi mua hàng vậy thôi. Các bác đi xem 5-6 cái đơn vị bán hàng, đơn vị nào ok phục vụ tốt các bác mua, đấy, giá hợp lý em mới mua, các bác mới mua. Bản thân em cũng thế thôi, em đi mua hàng của 5-6-7 chủ thì chủ là bán tốt, giá cả hợp lý mà chuẩn chỉ thì em mới mua, còn mà bán lọc lừa thì cũng em cũng chỉ có giao dịch một lần thôi, lần sau em cũng chặn số, em cũng không giao dịch lại. Thì bản thân các bác đi mua hàng em thôi, có bán tốt thì các bác mới giới thiệu bạn bè, thì các bác mới lắm khách chứ, chứ bây giờ bán một lần các bác chạy đất dát thì lấy đâu ra khách nữa, thì cả ngày nó cứ càng tụt đi thôi. Đấy là điều nguyên tắc cuộc sống này, trong buôn bán kinh doanh bây giờ làm bất cứ một cái gì cứ phải chuẩn chỉ thì mới có khách bền được đấy. Có nào mà quan tâm điều hòa thì cứ alo em Lâm, hiện tại thì em Lâm còn máy giặt này, điều hòa để các bác lên nhà mới này rất là nhiều luôn, thoải mái để các bác mua đấy. Có nào quan tâm thì cứ alo cho em hai số này, em chào các bác nhá.